Người Malaysia đón Tết Nhâm Dần vào ngày thứ 3 mùng 1 tháng 2 với sự trở lại rầm rộ của màn múa lân dưới nước cũng như các chuyến viếng thăm đền chùa. Thủy cung trung tâm thành phố Kuala Lumpur gần tháp đôi Petronas nổi tiếng của Kuala Lumpur dàn dựng một tiết mục múa lân với người biểu diễn mặc trang phục sặc sỡ tung tăng giữa các sinh vật biển. Nó đánh dấu sự trở lại của màn trình diễn dưới nước thường niên từng bị hủy bỏ vào năm trước do các hạn chế do Covid-19. Múa lân theo truyền thống được biểu diễn để đón mừng Tết Nguyên đán rơi vào đầu tháng 2 năm nay. Một khán giả có tên là Xin Choi Phong, 43 tuổi cho biết bà đưa hai con đến thủy cung để xem màn trình diễn dưới nước vì muốn tránh đám đông ở các đền chùa. Trong khi đó, những người khác hoan hỉ được đón năm mới với một chuyến viếng thăm đền chùa cùng gia đình sau khi các hoạt động đón mừng vào năm ngoái chỉ giới hạn trong nội bộ gia đình. Vui hơn rất nhiều so với thời phong tỏa. Khi bạn ở một mình và bạn làm mọi việc một mình, bạn sẽ cảm thấy rất cô đơn, đúng không? Bây giờ bạn có thể gặp gia đình của mình, như vậy vui hơn rất nhiều. Malaysia đã báo cáo hơn 2,8 triệu ca nhiễm COVID-19 từ đến ngày thứ 3, mặc dù con số hàng ngày đã giảm bớt trong những tháng gần đây. Số liệu của Bộ Y tế Malaysia cũng cho biết gần 79% dân số nước này đã được tiêm chủng đầy đủ.